Tập 49. Anh xem, những vết thương trên người em đều là do bà ấy đánh. Bà ấy nói nếu lần sau em còn đào hôn thì nhất định sẽ đánh gãy hai chân em. Chu Chu nói một lúc thì nước mắt lại lăn dài. Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên, rút tờ giấy ăn trên bàn lau nước mắt trên mặt của ta. Mẹ em nhận bao nhiêu sinh lễ, anh sẽ giúp em trả gã họ Lý kia. Em đừng nghĩ nhiều như vậy, về giường nằm đã. Em không muốn ngủ, em sợ lại gặp ác mộng. Chu Chu lắc đầu. Không nghỉ ngơi thì vết thương của em sao mà lành được. Tối mai anh sẽ bảo Tiểu Nguyên ở lại ngủ với em nhé. Được, nhưng tối nay anh phải ở lại với em. Chu Chu nũng nịu nói. Nam Công Thiên Ân lắc đầu. Không được, nam nữ phải giữ lễ nghĩa. Ngày trước anh rõ ràng đã hứa sẽ chăm sóc em cả đời, anh quên rồi sao? Anh không quên. Vậy sao anh không chịu ở lại với em? Chu Chu à, Nam Công Thiên Ân gượng cười. Quan hệ của chúng ta đã khác với trước rồi. Em biết, vì anh đã lấy vợ rồi. Đúng, anh và cô ấy sống với nhau rất hạnh phúc. Chu Chu vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Em nhìn ra rồi Thiên Ân, anh yên tâm, em sẽ không phá hoại tình cảm của hai người. Em sẽ coi anh như anh ruột. Ngoan, sau này em sẽ tìm được một người đàn ông mình yêu để kết hôn. Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng ôm cô ta từ dưới đất dậy, đặt lên giường. Chu Chu nằm trên giường nhìn chằm chằm anh buồn bã nói. Mặc dù từ người yêu hạ xuống thành em gái khiến người ta rất buồn, nhưng anh yên tâm, em nhất định sẽ quan tâm anh, yêu thương anh như ngày trước. Cho nên anh cũng phải đối xử tốt với em như ngày xưa nhé. Nam Công Thiên Ân gật đầu. Anh sẽ đối xử tốt với em. Ngủ đi, anh đợi em ngủ rồi mới đi. Được, vậy em ngủ trước đây. Chu Tiểu Thư nhắm mắt lại. Nam Công Thiên Ân lùi ra sau một bước. Sau khi ngồi xuống ghế thì ánh mắt dừng ở trên gương mặt cô ta, lặng lẽ ngắm nhìn. Ngoại hình của cô ta với nhiều năm trước hầu như không có thay đổi gì, vẫn trẻ trung, vẫn trong sáng hoạt bát. Cũng là gương mặt trong trí nhớ, bóng dáng trong ký ức của anh. Anh không thể nào ngờ được Chu Chu của anh lại quay về bên anh với cách thức đáng kinh ngạc như thế này. Cô ấy vẫn là cô ấy, chỉ tiếc là anh đã không còn là mình của ngày xưa. Giờ anh đã là người đã có vợ và là đàn ông có gia đình rồi. Xin lỗi, là tại anh đã không tìm em đến cùng. Anh khẽ khàng nói một câu trong lòng. Đến tận lúc trời hửng sáng, Nam Công Thiên Ân mới từ tầng 2 về. Nghe thấy tiếng bước chân, Bạch Tinh Nhiên xoay lưng vào anh, nhắm mắt vừa ngủ. Nam Công Thiên Ân đi thật nhẹ về lại giường, lật chăn lên nằm vào, ôm cô từ phía sau. Bạch Tinh Nhiên để mặc anh ôm, trong lòng lại thoáng có sự phản cảm. Không biết có phải do tâm lý không, cô cứ như có thể ngửi được mùi thuộc về Chu Tiểu Thư trên người anh. Cô vẫn luôn yêu thích mùi hương của anh, lần đầu tiên có cảm giác phản cảm với anh chỉ vì vừa nãy anh đã ôm chặt Chu Tiểu Thư của anh. Lúc ăn sáng, Tiểu Nguyên từ trên tầng xuống nói với Nam Công Thiên Ân. Đại thiếu gia, Chu Tiểu Thư không chịu ăn sáng, nói là không muốn ăn. Nam Công Thiên Ân ngẩng đầu nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái, nói với Tiểu Nguyên. Vậy lát nữa lại mang lên cho cô ấy ăn. Vâng, Tiểu Nguyên gật đầu. Bạch Tinh Nhiên buông bát đũa, rút một tờ giấy ăn ở bên cạnh lau miệng, đồng thời nói với Nam Công Thiên Ân. Hôm nay em muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Nam Công Thiên Ân cũng buông đũa xuống. Muốn đi đâu? Anh đi với em. Không cần đâu, anh ở nhà với Chu Tiểu Thư của anh đi. Em đi với Tô Tích và Tiểu Mỹ dạo bên ngoài là được. Bạch Tinh Nhiên không nói với anh cô không muốn đi dạo. Cô chỉ không muốn ở nhà nhìn người phụ nữ bánh bèo kia thôi. Cô đoán Chu Tiểu Thư không phải dạ dày khó chịu, chỉ là muốn Nam Công Thiên Ân đút cho cô ta ăn thôi. Tối qua chẳng phải cô ta cũng dùng cách này độc chiếm Nam Công Thiên Ân cả một đêm sao? Tinh Nhiên à, có phải em... Đại thiếu gia, anh không cần nói nữa. Bạch Tinh Nhiên mỉm cười ngắt lời anh. Chẳng phải tối hôm qua anh đã giải thích với em rồi sao? Anh không còn tình cảm với cô ta nữa. Em tin anh, cũng tin anh sẽ giải quyết ổn thỏa việc này. Nói xong, Bạch Tinh Nhiên đứng dậy khỏi ghế. Em ra ngoài trước đây. Nam Công Thiên Ân gật đầu,
đi đường cẩn thận. Nghe thấy Bạch Tinh Nhân kể xong, Diêu Mỹ đập bàn đứng dậy. Nếu là mình ấy, thì mình chắc chắn sẽ đích thân chạy vào phòng của con khốn ấy, hỏi cô ta có phải là muốn người khác đút cho cô ta ăn không. Cậu đút còn giỏi hơn Thiên An thiếu gia, chứ không phải bỏ đi như thế này, nhường cơ hội cho con khốn đó quyến rũ Thiên An thiếu gia. Bạch Tinh Nhân giơ tay lên kéo cô ấy về lại ghế rồi nói, mình tin Nam Công Thiên An, anh ấy sẽ không lừa mình. Lời nói của đàn ông có gì mà cậu tin? Lúc tình yêu đến, có chặn cũng không được. Hơn nữa còn là tình đầu. Nam Cung Thiên Ân sẽ không ly hôn với mình vì cô ta chứ? Sao có thể không thế được? Nam Cung Thiên Ân cũng là một người dám yêu dám hận. Lúc đầu vì thích cậu nên nhốt cậu lại, bắt cậu vào cục dân chính kết hôn. Giờ anh ta chẳng lẽ không dám bị yêu con khốn đó nên bắt cậu vào cục dân chính ly hôn? Anh ta sợ cậu chắc? Diêu Mỹ nói. Bạch Tinh Nhiên nghe Diêu Mỹ nói như vậy thì cũng không tự tin. Cô quay sang Tô Tích. Tô Tích, sao cậu không nói chuyện? Tô Tích bắt đắc sĩ thở dài nói, lúc mấy kẻ đi tiện đến ấy, chặn cũng chẳng chặn được. Nếu dựa vào sự tự giác tự chủ của Nam Cung Thiên Ân ấy, mình cảm thấy chỉ là ngõ cụt thôi. Ý cậu là mình phải chủ động tấn công? Đúng thế. Vậy mình phải làm thế nào? Việc này cũng phải hỏi bọn mình à? Cậu chưa xem Thâm Cung Nội Chiến à? Chưa xem thật. Vậy thì về xem đi. Đủ phim mệt quá, các cậu dạy mình luôn đi. Diêu Mỹ bực bội nói. Chiêu mình dạy cậu, cậu dám dùng không? Chiêu gì? Lúc nhìn thấy con khốn kia ôm Nam Cung Thiên Ân làm nũng ấy, thì tiến lên vả cho cô ta một cái, sau đó quẳng chứng nhận kết hôn vào mặt cô ta. Nói với cô ta, Nam Cung Thiên Ân là chồng của cậu, bảo cô ta biết liêm sỉ một chút. Diêu Mỹ khoa tay múa chân, nói vô cùng hào hứng. Tô Tích cười khẩy. Người đàn ông phải dùng cách khóc quậy để cướp về, chỉ là một cái vỏ rỗng, không có ích gì hết. Vậy cậu cảm thấy mình phải làm sao? Chiêu của Diêu Mỹ đúng là sướng, nhưng Bạch Tinh Nhiên không tin mình có thể làm được. Nếu muốn giành lại trái tim Nam Công Thiên Ân thì phải dùng trí. Tạm thời im lặng xem tình hình. Đợi cậu dùng trí được một nửa, Nam Công Thiên Ân đã bị hồ ly tinh kia cướp mất rồi. Diêu Mỹ chặn họng cô ấy. Tô Tích không phục. Nhưng cậu cảm thấy Nam Công Thiên Ân sẽ để mặc Tinh Nhiên quậy tung lên à? Tình cảm của anh ta với người phụ nữ kia sâu đậm hơn với Tinh Nhiên nhiều. Giờ anh ta vẫn còn cảm giác áy náy, trách nhiệm với Tinh Nhiên nên mới chọn Tinh Nhiên thôi. Để đến khi anh ta chán Tinh Nhiên, cậu sẽ cảm thấy anh ta sẽ vì một người mình không yêu mà quên đi tình đầu ư? Diêu Mỹ cứng họng, nhưng tiếp đó lại nói, Tinh Nhiên rồi là vợ chính thức của Nam Cung Thiên Ân, phải có cái giá của thiếu phu nhân nhà Nam Cung mới được thế, mới không bị đồ khốn kia xem thường. Cô ấy chọc vào hông Bạch Tinh Nhiên một cái. Nghe thấy chưa? Cậu có thể không gây sự với cô ta, nhưng nhất định phải bày ra dáng vẻ nên có. Đừng có để con khốn đó thấy cậu là một người phụ nữ dễ bắt nạt. Điều này mình đồng ý. Tô Tích gật đầu. Bạch Tinh Nhiên nhìn hai người bạn thân, đột nhiên cảm thấy chuyện này mình đi công cốc căn bản chẳng tìm được cách giải quyết tốt nào cả. Bản thân mình là một kẻ thất bại trong hôn nhân, không cho cậu chiêu gì được, cậu tự cầu nhiều phúc đi. Tô Tích bất lực nhún vai. Bạch Tinh Nhiên uống nước ép hoa quả, khẽ hít một hơi rồi nói, thực ra suy nghĩ ban đầu của mình là nhận được sự tha thứ của Nam Cung Thiên Ân. Có được tự do rồi sẽ dốc hết lòng hết dạ đi tìm con gái của mình. Hay là cứ bỏ qua đi, tác hợp cho họ, mình an toàn rút lui đi tìm con gái. Lúc nói ra câu này, Bạch Tinh Nhiên cảm giác tim mình đang nhỏ máu. Cô biết mình đã yêu sâu đậm cái người đàn ông lạnh lùng, ngang ngược, nhưng lúc chiều phụ nữ thì chiều kinh khủng ấy. Đến mức này cũng là do anh, khiến cô yêu anh nhiều hơn, yêu anh sâu đậm hơn trước. Diêu Mỹ cạn lời, vì một đứa con chẳng hề tồn tại mà cậu muốn bỏ Nam Cung Thiên Ân, cậu điên rồi. Đứa bé không phải không tồn tại. Bạch Tinh Nhiên không vui phản bác. Chỉ dựa vào một câu nói của Tiểu Tích, cậu xem cậu đã biến bản thân thành thế nào rồi, như một kẻ điên cả ngày đi tìm con gái. Diêu Mỹ cầm thực đơn trên bàn lên, đập vào đầu Tô Tích một cái. Việc này đều là tại cậu.
Diêu Mỹ chưa bao giờ tin con của Bạch Thiên Nhiên bị đánh cháo, càng không ủng hộ hành vi như kẻ ngốc cứ mãi đi tìm con gái của cô. Mình có biết Thiên Nhiên sẽ điên cuồng thế này đâu. Tô Tích lườm cô ấy một cái. Nhưng mà Thiên Nhiên này. Tô Tích nhìn chằm chằm Bạch Thiên Nhiên, nói nghiêm túc. Cậu có từng nghĩ nhỡ đứa bé này tồn tại, cậu tìm nó về rồi, nhưng bố đứa bé lại bị cướp mất rồi không? Chẳng lẽ cậu định để con gái mình cả đời sống trong gia đình đơn thân nữa? Như cậu không có bố từ nhỏ, từ nhỏ sống trong ánh mắt khinh thường của người khác. Tô Tích ngừng một chút. Cho nên dù vì đứa con gái có khả năng tồn tại kia của cậu, thì cậu cũng phải giữ chặt Nam Cung Tiên Ân. Đúng, cứ coi như vì đứa con trong lời đồn kia của cậu đi. Diêu Mỹ phụ họa. Vì con gái mình, Bạch Tinh Nhiên sửng sốt. Đúng vậy, nhỡ cô thực sự có một đứa con gái, nhỡ cô tìm được con gái về, vậy con gái cô chẳng phải sẽ trở thành con nhà đơn thân không có bố sao? Ảnh hưởng với đứa bé sẽ là cả đời. Đúng, dù là vì con gái thì cô cũng không thể nhường Nam Cung Thiên Ân cho Chu tiểu thư kia được. Các cậu nói xem, tại sao Nam Cung Thiên Ân lại không nhìn ra Chu tiểu thư đang giả vờ? Cô bất lực than thở. Cô không cần nghĩ cũng biết tối qua Chu tiểu thư không phải gặp ác mộng thật, không phải sợ thật, mà là dùng khổ nhục kế với Nam Cung Thiên Ân. Nhưng Nam Cung Thiên Ân lại vẫn ôm cô ta chặt như vậy, cứ như chỉ cần buông tay một cái thì cô ta sẽ sợ đến chết đi vậy. Bạn yêu ơi, tình nhân trong mắt hóa tây thi. Nam Cung Thiên Ân yêu cô ta như vậy, đương nhiên nhìn cô ta kiểu gì cũng thấy tốt nhất. Tô Tích nhún vai cười khẩy. Diêu Mỹ ở bên cạnh phụ họa. Đúng đấy, giờ chỉ cần Chu tiểu thư cau mày một cái, anh ta sẽ căng thẳng đến mức chỉ mong sao có thể ôm cô ta vào lòng rồi an ủi, chứ nói gì đến việc cô ta còn bị thương nặng thế. Cũng đúng, trong lòng Nam Cung Thiên Ân, Chu tiểu thư giờ như búp bê cưng mong manh chạm cái là vỡ. Bạch Tinh Nhiên cười gượng thở dài. Nam Cung Thiên Ân và Tiểu Nguyên cùng đến phòng Chu Chu. Chu Chu đang nhìn ra cửa sổ sắt đất ngẩn ngơ, nghe thấy tiếng bước chân thì khẽ nói. Tiểu Nguyên, tôi không muốn ăn. Tiểu Nguyên nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái, hơi bất đắc dĩ nhún vai. Nam Cung Thiên Ân nhìn bóng dáng thon gầy trên giường, trong lòng không kiềm được trào dâng cảm giác thương tiếc. Cô năm ấy không gầy như vậy. Anh đỡ lấy khay trong tay Tiểu Nguyên, đi tới đặt ở trước bàn đầu giường, dịu dàng nói. Phải ăn cơm đúng giờ thì vết thương mới lành nhanh được, cơ thể cũng mới khỏe mạnh được. Nghe thấy giọng anh, Chu Chu ngay lập tức xoay người. Thiên Ân, sao lại là anh? Trên mặt cô ta ánh lên vẻ vui mừng. Vừa nãy em nghe Tiểu Nguyên nói Tinh Nhiên ra ngoài dạo phố rồi, anh không đi cùng với cô ấy sao? Không, cô ấy đi với bạn thân của cô ấy. Nam Cung Thiên Ân cúi người đỡ cô ta từ giường dậy. Nào, dậy ăn chút gì đi. Ngưỡng mộ người có bạn quá. Chu Chu bày vẻ mặt hâm mộ. Ở Châu Thành lâu thì em cũng sẽ có bạn. Nam Cung Thiên Ân cười khẽ nói. Nam Cung Thiên Ân cầm bát trên bàn đút cho cô ta ăn. Chu Chu vội đón bát rồi nói. Thiên Ân, để em tự ăn. Nam Cung Thiên Ân hơi bất ngờ. Chu Chu vừa ăn cháo trong bát vừa áy náy nói. Thiên Ân à, tối hôm qua có phải là em hơi thất lễ không? Xin lỗi nhá. Quá lâu rồi em không ở đây nên mới gặp ác mộng với cảm thấy sợ hãi. Không sao, hy vọng Tinh Nhiên đừng hiểu nhầm anh. Sẽ không đâu, Tinh Nhiên rất hiểu chuyện, cũng là người biết lý lẽ. Thật sao? Mặt Chu Chu vui mừng nói. Nếu thực sự như vậy thì tốt quá. Anh biết không, sáng nay sau khi em dậy, nghĩ lại thì thấy hối hận chết đi được. Dù sao hai người cũng mới kết hôn không lâu, nếu hai người vì em mà bị ảnh hưởng thì em rất là bất an. Sẽ không đâu. Dưới tầng đột nhiên vang lên tiếng động cơ xe từ xa tới gần. Chu Chu nhìn ra cửa sổ thúc giục. Thiên Ân, anh mau ra ngoài đi, đừng để Tinh Nhiên thấy anh ở trong phòng em lại hiểu nhầm, như vậy em sẽ cảm thấy không yên lòng. Nam Cung Thiên Ân thấy cô ta hiểu chuyện như vậy thì trong lòng yên tâm hơn. Anh đương nhiên cũng không mong Bạch Tinh Nhiên hiểu nhầm nên đứng dậy khỏi mép giường. Vậy em ăn xong thì nghỉ ngơi cho tốt, có gì cần thì nói với Tiểu Nguyên. Được, em sẽ nói. Chu Chu ngoan ngoãn gật đầu,
Nam Cung Thiên Ân ra khỏi phòng Chu Chu đúng lúc thấy Bạch Tinh Nhiên đi từ dưới tầng lên, xem ra vẫn chậm một bước. Anh nhìn Bạch Tinh Nhiên, bỗng chốc không biết mình nên giải thích gì. Việc thế này vốn càng giải thích càng mờ ám. Bạch Tinh Nhiên cũng nhìn anh, sau đó cười khẽ hỏi: "Chu tiểu thư khỏe chứ?" "Rất khỏe." Nam Cung Thiên Ân đi tới, vươn tay kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô rồi hỏi: "Sao về sớm vậy?" Một nụ hôn thân mật đã là lời giải thích tốt nhất, anh cho rằng như vậy. Nhưng Bạch Tinh Nhiên lại không nghĩ thế. Cô thấy Nam Cung Thiên Ân nhất định là trột dạ, cảm thấy áy náy mới dùng nụ hôn để vỗ về cô. Anh vẫn bằng lòng an ủi, chứng tỏ trong lòng anh mình vẫn có trọng lượng, chứng tỏ mình vẫn có cơ hội cạnh tranh với Chu tiểu thư. Cô phải thỏa mãn chứ. Trong đêm, Bạch Tinh Nhiên tưởng Chu Chu sẽ lại gây ra động tĩnh gì đó để kéo Nam Cung Thiên Ân qua, nên cả đêm chẳng ngủ an ổn. May mà một đêm bình an, Chu Chu cũng không gây ra chuyện gì nữa. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày đi làm, Bạch Tinh Nhiên bị đồng hồ báo thức đánh thức. Việc đầu tiên sau khi mở mắt là cô xem Nam Cung Thiên Ân có ngủ cạnh mình không. Khi cô nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân ở bên cạnh thì trong lòng bỗng ấm áp. Còn may anh ấy ở đây. Cô mỉm cười, giơ ngón trỏ lên gõ vào chóp mũi anh, khẽ khàng gọi: "Chồng ơi, dậy đi làm thôi." Nam Cung Thiên Ân giơ tay lên túm lấy ngón tay cô, lẩm bẩm: "Ngủ với anh thêm 3 phút." Nói xong thì ôm cô vào lòng tiếp tục nhắm mắt ngủ. Nhìn dáng vẻ lười biếng của anh, Bạch Tinh Nhiên trêu chọc: "Em nhớ ngày trước anh không ngủ nướng, sao giờ lại thích ngủ nướng thế?" "Không phải tại em sao?" "Làm gì có." "Em có." Nam Cung Thiên Ân hôn lên tóc cô rồi nói: "Em cảm thấy nếu bọn mình giờ vận động một cái thì có kịp giờ không?" "Không kịp, hơn nữa sẽ bị công ty tính là nghỉ việc không lý do." Bạch Tinh Nhiên bỗng rụt khỏi ngực anh, vừa xuống giường vừa nói: "Nếu không muốn để người khác cảm thấy anh làm ông chủ mà lại là đầu sò đi muộn thì nhanh dậy đi làm đi." Nam Cung Thiên Ân không túm được cô, chỉ đành ngoan ngoãn dậy. Hai người vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo rồi xuống tầng ăn sáng. Nhìn thấy Tiểu Nguyên, Nam Cung Thiên Ân vờ như tùy ý hỏi: "Chu tiểu thư dậy chưa?" "Đã dậy rồi, thưa đại thiếu gia." Tiểu Nguyên nói. Nam Cung Thiên Ân gật đầu, lại hỏi: "Cô ấy ăn sáng chưa?" "Ăn rồi." Nam Cung Thiên Ân không hỏi tiếp nữa. Sau khi ăn sáng với Bạch Tinh Nhiên xong thì nói với cô: "Lên thăm Chu Chu với anh." Bạch Tinh Nhiên nhìn anh, không ngờ anh lại gọi cô cùng đi thăm Chu tiểu thư. Nhưng cô biết tại sao Nam Cung Thiên Ân lại muốn làm thế. Anh đang muốn cô biết giữa anh và Chu Chu không có gì, không cần phải giấu cô. Nếu Nam Cung Thiên Ân đã có lòng thế thì cô đương nhiên bằng lòng nhận. "Được." Cô gật đầu đi cùng Nam Cung Thiên Ân lên tầng 2. Lúc hai người đến phòng ngủ của Chu Chu thì cô ta đã có thể xuống giường. Lúc này đang ngồi trên sofa cầm điều khiển lướt kênh trên TV. Nhìn thấy hai người vào thì có vẻ hơi bất ngờ, đứng dậy khỏi sofa rồi quan sát hai người, sau đó mỉm cười nói: "Thiên Ân, Tinh Nhiên, hai người dậy rồi à?" "Ừ, đang chuẩn bị đến công ty." "Vâng, đúng, hôm nay là thứ hai." Chu Chu gật đầu. Bạch Tinh Nhiên mặc bộ đồ công sở chỉnh tề, tay phải khoác cánh tay Nam Cung Thiên Ân một cách thân mật. Cô mỉm cười lịch sự nói với Chu Chu: "Chu tiểu thư, buổi trưa thích ăn gì thì cứ nói với Tiểu Nguyên, cô nghỉ ngơi cho tốt, có gì không chu đáo mong cô bỏ qua." Chu Chu gật đầu: "Hai người đã chăm sóc tôi rất chu đáo rồi, làm phiền đến cô và Thiên Ân tôi cảm thấy rất áy náy, hy vọng cô không để bụng." "Sao để bụng chứ, cô là bạn thân của Thiên Ân, đương nhiên cũng là bạn thân của tôi rồi, chăm sóc cô là điều nên làm mà." "Cảm ơn cô." Nụ cười trên khuôn mặt Chu Chu sắp không cố thêm được nữa, nhưng cô ta vẫn phải giữ nụ cười đó. "Vậy chúng tôi đi trước đây." "Được, tối gặp lại." "Tối gặp sau nhé." Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thiên Ân rồi nói: "Chồng à, chúng mình đi đi, sắp muộn rồi đấy." "Được." Nam Cung Thiên Ân cười với Chu tiểu thư một cái, rồi cùng Bạch Tinh Nhiên quay người đi ra khỏi phòng ngủ của Chu Chu. Ra khỏi phòng ngủ, Bạch Tinh Nhiên thở phù nhẹ một cái, sau đó lén quay đầu sang nhìn Nam Cung Thiên Ân. Cô rất cảm kích chuyện anh đã cho cô cơ hội tuyên bố chủ quyền và cũng rất vui. Hai người cùng đến công ty như mọi ngày,
cùng hôn nhau chào tạm biệt trong xe. Bạch Tinh Nhiên ngồi ở bàn làm việc nhưng không được tập trung cho lắm. Đến tận khi giám đốc Hoàng nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt, hỏi cô có phải không khỏe ở đâu không, cô mới sực nhận ra mình đang nghĩ vẩn vơ. Trong giờ làm việc lại không tập trung, nếu là doanh nghiệp tư nhân thì đã bị sếp chửi cho sắp mặt rồi nhỉ. Sau khi cô lắc đầu thể hiện mình không sao, cô hít sâu một hơi, thầm quyết tâm gạt bỏ những cảnh tượng không tốt trong đầu để tập trung làm việc. Khi ăn cơm trưa, Nam Cung Thiên Ân lại không như ngày thường đòi cô lên ăn cơm cùng. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy trong lòng có chút bất an. Vì sao Nam Cung Thiên Ân không tìm cô? Là vì không có tâm trạng sao? Tinh Nhiên à, cô có muốn ra căng tin ăn cơm với chúng tôi không? Tiểu Điền tươi cười hỏi. Chưa đợi Bạch Tinh Nhiên lên tiếng, một cô đồng nghiệp khác lập tức nói chen vào. Tinh Nhiên người ta muốn lên trên tầng trên cùng ăn cơm cơ, làm gì có tâm trạng đi căng tin ăn với chúng ta. Nói cũng đúng nhỉ. Ánh mắt Tiểu Điền lóe lên một tia ám muội. Vậy chúng ta đi thôi. Không, tôi đi cùng với mọi người. Bạch Tinh Nhiên đứng dậy khỏi ghế, đi ra chỗ mọi người. Sao thế? Không cần nên ăn với Thiên An thiếu gia à? Tiểu Điền nhìn cô hỏi. Bạch Tinh Nhiên cười gượng nói. Không cần nữa, tôi muốn ăn cùng với mọi người sẽ vui hơn. Cô như vậy Thiên An thiếu gia chắc sẽ ghen nhỉ? Đúng thế, nhỡ Thiên An thiếu gia ghen rồi cắt tiền thưởng của chúng tôi thì phải làm sao? Không đâu, Thiên An thiếu gia công tư phân minh lắm. Mọi người hi hi ha ha cười lớn rồi cùng đi ra phía thang máy. Từ khi bắt đầu ăn trưa đến khi kết thúc, Bạch Tinh Nhiên không hề nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào của Nam Cung Thiên Ân. Cô buồn chán trở về vị trí của mình, rồi bất giác lại bắt đầu nghĩ linh tinh. Buổi chiều trước giờ tan làm, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng đợi được điện thoại của Nam Cung Thiên Ân. Cô gần như sốt ruột mà bắt máy ngay, giọng nói lại vẫn bình tĩnh như thường ngày. Tan làm rồi à? Phía đầu dây bên kia, Nam Cung Thiên Ân hình như đang bận, giọng nói có vẻ nghiêm túc. Tinh Nhiên à, em về trước đi, anh đang họp. Bạch Tinh Nhiên gần như không nghĩ mà nói luôn. Em ở công ty chờ anh. Không cần đâu. Không sao, em cũng đang có chút việc chưa làm xong. Muốn cô về trước, về để đối diện với cái cô Chu tiểu thư hai mặt kia sao? Sau khi tan làm, Tiểu Điền vẫn dùng ánh mắt ám muội nhìn cô, rồi cười híp mắt nói. Tinh Nhiên, sao cô còn chưa về thế? Không phải là đang chờ Thiên An thiếu gia cùng về chứ? Bạch Tinh Nhiên gật đầu, đồng nghiệp liền hi hi ha ha cười lên rồi đi về. Mọi người đều cảm thấy cô rất hạnh phúc, chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ có bản thân cô mới biết tình thế của cô đang nguy hiểm như thể đi trên băng mỏng vậy, có thể bị mối tình đầu của Nam Cung Thiên Ân đạp xuống dưới đất bất cứ lúc nào. Ở văn phòng đợi đến lúc 7 giờ, phía sau lưng cô đột nhiên vang lên một tiếng gọi. Bạch Tinh Nhiên quay đầu qua, nhìn thấy cô Lễ Tân đem hộp đồ ăn tới. Bạch tiểu thư, đây là đồ ăn mà cô gọi. Bạch Tinh Nhiên nhìn đồ hộp ăn trong tay cô ấy, mặt đầy ngạc nhiên nói. Tôi đâu có gọi đồ ăn đâu. À, là trợ lý Nhan bảo tôi gọi cho cô. Trợ lý Nhan giúp cô gọi á? Vậy là ý của Nam Cung Thiên Ân rồi. Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ấy mỉm cười một cái. Cảm ơn, cô đặt ở đó đi. Sau khi cô Lễ Tân đi khỏi, cô mở hộp cơm ra, phát hiện bên trong đều là những món ăn cô thích. Không ngờ Nam Cung Thiên Ân đang bận như vậy mà vẫn lo dặn trợ lý Nhan mua cơm cho cô. Sự lạc lõng trong lòng cả ngày trời bỗng dưng giảm đi không ít. Công việc ban ngày làm sai đã sửa lại hết, bụng cũng đã no. Bạch Tinh Nhiên đột nhiên cảm thấy chẳng có việc gì để làm. Cô nằm bò ra bàn vẽ một bức phác họa, cứ thế vẽ đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tối qua cô đã không được ngủ ngon, nên giấc ngủ này cô cảm thấy rất thoải mái. Đến cả khi Nam Cung Thiên Ân xuất hiện trước mặt mà cô cũng không biết. Nam Cung Thiên Ân nhìn khuôn mặt ngủ say của cô, dùng ngón tay động nhẹ vào cánh tay cô, thế mà không có phản ứng gì cả. Anh liền không nhẫn tâm gọi cô dậy nữa. Anh có thể đoán được ra Bạch Tinh Nhiên mấy hôm nay chắc chắn ngủ không được ngon. Nhìn bọng mắt của cô là anh biết ngay, hiếm thấy cô ngủ ngon như vậy, nên anh đương nhiên là không nỡ gọi cô dậy rồi. Thực ra anh vẫn chưa xong việc, chỉ là sợ cô chờ lâu quá nên mới về luôn. Cô đã ngủ ngon như vậy thì anh cũng kéo một chiếc ghế đến bên cạnh cô, sau đó lấy chiếc laptop trong túi xách ra đặt lên bàn. Nam Cung Thiên Ân lại cởi áo gió trên người anh đắp lên cho cô, còn cô vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Nam Cung Thiên Ân ngồi trên ghế bắt đầu làm tiếp công việc của mình.
Cứ thế cho đến tận 11 giờ, khi Bạch Tinh Yên ngủ một giấc dậy, ngạc nhiên khi thấy Nam Cung Thiên Ân ngồi ngay trước mặt mình. Anh đang chăm chú gõ bàn phím máy tính một cách rất nghiêm túc. Cô nhắm mắt lại, tự cười mình, nghĩ bụng cô sao vậy, đến nằm ngủ cũng mơ Nam Cung Thiên Ân ngồi bên cạnh cô. Phải nói cô sợ anh bị Chu tiểu thư cướp đến mức nào. Chỉ là khi cô lại mở mắt ra một lần nữa, Nam Cung Thiên Ân vẫn ngồi ở đó. Khi cô nhận ra đây không phải là giấc mơ thì vội vàng ngồi thẳng dậy, nhìn anh e dè nói: Đại thiếu gia, sao anh lại ở đây? Nam Cung Thiên Ân mỉm cười không càng ngừng đầu lên: Còn vì sao được nữa, chờ em tan làm thôi. Anh đang chờ em tan làm á? Ừ, rõ ràng là cô đang chờ anh tan làm mà. Bạch Tinh Nhiên vội vàng đưa tay lên quệt khóe miệng, rồi lại nhìn chiếc áo gió của anh trên người cô, rồi nhìn lên đồng hồ nữa, bất giác thốt lên một câu: Trời ạ, hơn 11 giờ rồi. Ừ, anh chờ em từ 9 giờ đến 11 giờ. Thế sao anh không gọi em dậy? Bạch Tinh Nhiên áy náy nói. Nam Cung Thiên Ân cười nhẹ: Anh gọi rồi, nhưng em không tỉnh. Làm gì có chuyện đó, em đã bị anh nuôi thành con heo hạm ngủ rồi, nãy nào em không nhận ra sao? Nam Cung Thiên Ân quay đầu sang nhìn cô, gập máy tính lại, sau đó đứng dậy khỏi ghế. Đi thôi, về nhà thôi. Bạch Tinh Nhiên xấu hổ cầm chiếc áo gió trên người xuống đưa cho anh: Áo gió của anh này, mau mặc vào đi. Em mặc đi, vừa ngủ dậy dễ bị cảm lạnh. Nam Cung Thiên Ân khoác lại áo gió lên người cho cô, một tay ôm cô, một tay xách túi đựng máy tính, rồi đi ra phía thang máy. Đứng trong thang máy, bốn phía đều là gương. Bạch Tinh Nhiên nhìn hai người trong gương thân mật như vậy, tình cảm như thế, như thể chưa từng xuất hiện nhân vật Chu tiểu thư vậy. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh trong gương hỏi: Phải rồi, trưa nay anh ăn ở đâu thế? Ăn ở bên ngoài. Sao vậy? Không có gì. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu: Em chỉ quan tâm chút thôi. Sao nào, anh không làm phiền em thì em không quen à? Đâu có. Bạch Tinh Nhiên nhìn sắc mặt của anh, thầm nghĩ bụng anh rốt cuộc là ra ngoài ăn cơm ở đâu đây, không phải là về căn biệt thự nhỏ ăn cùng với Chu tiểu thư đấy chứ. Cô không hỏi thẳng, cũng không biết nên hỏi thế nào. Khi hai người cùng về đến căn biệt thự nhỏ, cả căn nhà đã yên tĩnh lại. Bạch Tinh Nhiên ngừng đầu lên nhìn cửa sổ từng hai một cái, thấy đã tắt đèn. Mọi người đều đi ngủ hết rồi sao? Đêm muộn nên hơi lạnh, vừa xuống xe đã bị một cơn gió lạnh thổi đến, cô bất giác kéo chiếc áo gió lại. Chắc là đều ngủ rồi, gần 12 giờ rồi mà. Nam Cung Thiên Ân khóa xe, cùng Bạch Tinh Nhiên đi lên trên nhà. Hai người vừa bước vào nhà, liền thấy Chu Chu từ tầng 2 đi xuống. Chu Chu, sao muộn thế này mà vẫn chưa ngủ? Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ta hỏi. Trong lòng Bạch Tinh Nhiên lại thấp thoảng một sự cảm không lành, muộn thế này mà chưa ngủ, cô ta rốt cuộc muốn làm gì đây? Buổi chiều em ngủ nhiều quá nên giờ không ngủ được. Chu Chu vừa đi xuống tầng dưới vừa cười nói. Hai người thì sao? Sao về muộn thế? Chúng tôi tăng ca, Bạch Tinh Nhiên trả lời. Tăng ca muộn thế á? Tuy công ty rất quan trọng, nhưng cũng đừng vất vả quá, sức khỏe quan trọng mà. Chu Chu nói một cách quan tâm. Mà phải rồi, em giúp Thiên Ân thiếu gia sắc thuốc xong rồi, còn cùng làm điểm tâm với cô Câm nữa. Hai người chắc là đói rồi nhở? Chu Chu nói xong liền đi xuống bếp. Cô ta bưng một bát thuốc và một đĩa điểm tâm từ trong bếp ra, đặt lên bàn gọi hai người họ đến. Nam Công Thiên Ân lưỡng lự một lúc, rồi kéo cổ tay Bạch Tinh Nhiên. Đi, đi ăn một chút rồi ngủ. Bạch Tinh Nhiên đột nhiên cất bước, lướt qua Nam Cung Thiên Ân đi nhanh đến bên cạnh chiếc bàn, bưng khay lên rồi nhìn Chu Chu nói với giọng cảm kích. Cảm ơn lòng tốt của cô, chúng tôi mang về phòng ăn. Không có gì, nhưng những việc như sắc thuốc thì cần chú trọng đến độ lửa, tôi phải học chị Hà mấy lần mới biết đấy. Lần sau cứ để tôi sắc nhá. Chu tiểu thư dù sao cũng là khách, ở đây ngồi chơi ăn uống là được, đừng làm gì cho chúng tôi cả, chúng tôi ngại lắm. Tôi cũng là chán chẳng có việc gì nên mới làm. Chu Chu vẫn nở nụ cười lịch sự. Dù sao đến ăn trực ở nhờ, tôi không làm gì thì cũng ngại mà. Chu tiểu thư khách sáo quá. Bạch Tinh Nhiên quay người sang nói với Nam Cung Thiên Ân. Chồng à,
Anh ngồi nói chuyện với Chu Tiểu Thư một lúc, nói chuyện xong thì về phòng nghỉ ngơi sớm nhé. Nam Cung Thiên Ân nhìn Bạch Tinh Nhiên một cái không nói gì. Bạch Tinh Nhiên đem khay đồ ăn lên trên tầng, để hai người họ ở tầng dưới. Chu Chu nhìn theo bóng lưng khuất sau tầng hai của Bạch Tinh Nhiên, rồi gượng gạo nói với Nam Cung Thiên Ân: Tinh Nhiên cô ấy hình như không thích em làm những việc này cho lắm. Nam Cung Thiên Ân nhếch khóe miệng cười: Cô nói đúng đấy, sắc thuốc cần chú ý rất nhiều, đến Tiểu Nguyên cũng chưa sắc được tốt. Em hiểu rồi, em xin lỗi, trước đây em không biết, em còn tưởng sắc thuốc thì chỉ đơn giản là cho 3 bát nước vào rồi đun thành một bát. Thuốc của anh khác với những thuốc khác. Nam Cung Thiên Ân đưa tay lên vỗ vai cô ta một cái: Ý tốt của em anh xin nhận, ngủ sớm đi nhé. Chu Chu gật đầu: Vâng, hai người cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon. Nam Cung Thiên Ân chào tạm biệt cô ta xong liền bước lên trên tầng. Sau khi Bạch Thiên Nhiên về đến phòng ngủ, đặt khay điểm tâm lên trên bàn trà, rồi bưng bát thuốc đưa lên mỗi người một lúc, sau đó đem bát thuốc vào nhà vệ sinh đổ xuống bồn cầu. Lần thể hiện này của Chu Tiểu Thư tuyệt đối không có ý tốt đẹp gì. Cô đâu dám ăn đồ cô ta làm, đâu dám để Nam Cung Thiên Ân uống thuốc cô ta sắc chứ. Khi Nam Cung Thiên Ân đi vào, đúng lúc nhìn thấy cô đem chiếc bát không từ trong nhà vệ sinh đi ra, ánh mắt của anh hơi thay đổi, rõ ràng là có vẻ kinh ngạc. Em đổ thuốc đi rồi à? Bạch Tinh Nhiên gật đầu: Vâng. Chị Hà đã nói là thuốc nếu chưa đun cẩn thận thì không đạt hiệu quả được, nên cho anh nghỉ uống tối nay luôn. Cô cười một cái: Chẳng phải tối nào anh cũng nghĩ cách từ chối uống thuốc sao? Đây lẽ nào không đúng với ý của anh à? Nam Cung Thiên Ân cười lại với cô rồi đi ra sofa ngồi. Trước mặt anh là điểm tâm mà Chu Chu tự tay làm. Bạch Tinh Nhiên nhìn cho điểm tâm rồi nói: Anh có đói không? Nếu đói thì mau ăn đi, ăn xong tắm rửa rồi đi ngủ. Bạch Tinh Nhiên nói xong quay người đi lấy một bộ đồ ngủ ở trong tủ, rồi bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong đi ra, cô phát hiện chỗ điểm tâm trên bàn vẫn còn y nguyên, và Nam Cung Thiên Ân đang dựa vào sofa cầm điều khiển tivi lướt kênh. Sao anh không ăn thế? Bạch Tinh Nhiên hỏi. Anh không đói. Nam Cung Thiên Ân ngẩng đầu lên nhìn cô một cái. Em ăn đi. Em cũng không đói. Bạch Tinh Nhiên đi tới, ngồi bên cạnh anh nhìn anh cười. Không phải là anh không dám ăn đấy chứ? Yên tâm đi, em chưa bá đạo đến mức không biết phân biệt phải trái. Nam Cung Thiên Ân nghiêng người, hôn lên môi cô một cái. Nhưng nếu anh ăn thì tối nay em lại không ngủ ngon đâu nhỉ? Sắc mặt Bạch Tinh Nhiên hơi lúng túng, nói với giọng có vẻ hơi bực bội. Không thể đâu, anh ăn đi. Vậy anh ăn thật nhé. Ăn đi. Bạch Tinh Nhiên cầm một miếng lên nhét vào trong miệng anh. Nam Cung Thiên Ân bị ép ăn một miếng, anh gật đầu. Ừ, ngon đấy, em không ăn thì tiếc thật. Vô vị. Bạch Tinh Nhiên bực mình trừng mắt nhìn anh một cái, rồi quay người đi ra giường. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười đứng dậy khỏi ghế sofa, cầm đồ ngủ bước vào phòng tắm. Sáng ngày hôm sau, khi Bạch Tinh Nhiên và Nam Cung Thiên Ân cùng đi xuống dưới nhà, từ xa đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Chu Chu và Tiểu Nguyên vọng lại. Chu Chu bưng đồ ăn sáng từ trong bếp đi ra, đúng lúc nhìn thấy hai người đi vào phòng ăn, liền tươi cười nhìn hai người chào. Chào buổi sáng hai người. Sao em dậy sớm thế? Nam Cung Thiên Ân hỏi. Em ở đây ăn trực ở nhờ, không làm việc gì thì cảm thấy không thoải mái. Trên người em vẫn còn vết thương mà. Vết thương thì sắp khỏi rồi, không bị ảnh hưởng gì hết. Khuôn mặt Chu Chu vẫn nở nụ cười niềm nở. Hai người mau ngồi xuống ăn sáng đi. Bạch Tinh Nhiên nhìn thấy vẻ mặt vô hại của cô ta, trong lòng đã hiểu cô không thoát được phải ăn đồ do cô ta làm rồi. Chỉ hy vọng cô ta đừng có ý đồ gì xấu xa, rồi bỏ thuốc vào đồ ăn của cô và Nam Cung Thiên Ân là được. Sao thế? Chê đồ em làm ăn không ngon à? Chu Chu nhìn hai người không thấy nhúc nhích gì nên nói. Hai người cứ yên tâm đi, mấy năm nay tuy em sống ở nước ngoài nhưng vẫn biết làm đồ ăn sáng kiểu Trung. Với lại sáng nào cũng làm đồ ăn sáng cho mẹ em, nên cũng gọi là có chút tay nghề. Không tin thì mọi người cứ thử đi. Nam Cung Thiên Ân không nói gì, rõ ràng là đang đợi Bạch Tinh Nhiên quyết định. Nếu cô không muốn ăn, anh cũng sẽ đưa cô ra ngoài ăn. Bạch Tinh Nhiên thực sự rất không muốn ăn đồ ăn sáng mà Chu Chu làm, nhưng cô ta đã nói như vậy rồi,
Nếu cô còn không ăn thì quả thực là không nên. Cô bước đến bên bàn ăn ngồi xuống, cầm bát lên bắt đầu ăn sáng. Thấy hai người cuối cùng cũng động đũa, Chu Chu vui mừng cười lên. Nếu ngon thì nhớ là ăn nhiều vào đấy, bên trong vẫn còn. Cũng ngon đấy. Bạch Kinh Nhiên mỉm cười nhìn cô ta nói. Cô cũng ngồi xuống ăn đi, đừng làm gì nữa. Giả vờ ngoan ngoãn độ lượng trước mặt Nam Cung Thiên Ân, cô cũng biết. Chu Chu vừa cười vừa ngồi xuống phía đối diện hai người, vừa gắp đồ ăn sáng vào bát, vừa giới thiệu món ăn sáng hôm nay cho hai người. Lần đầu tiên ngồi cùng bàn ăn cơm với Chu Tiểu Thư, trong những câu chuyện mọi người vẫn nhắc tới, trong lòng Bạch Thiên Nhiên cảm thấy rất kỳ quặc. Nhưng cô không thể không kìm lại sự bài xích trong lòng, rồi ăn đồ ăn sáng trong bát của mình. Chu Chu ăn một miếng, đột nhiên chuyển chủ đề nói. Ngưỡng mộ hai người đều có công việc, chờ vết thương của em khỏi hẳn, em cũng muốn đi làm. Được thôi, em còn chưa kết hôn, không nên cứ ở nhà từ sáng đến tối như vậy. Nhưng công việc làm ở quán cà phê trước đây đã bị mẹ em phá hỏng rồi, giờ công việc lại khó tìm. Thiên Ân à, anh giúp em giới thiệu công việc với được không? Có vấn đề gì, anh bảo Triệu Đình Nhan hỏi giúp em công ty của khách hàng. Không cần phiền phức như vậy đâu, anh sắp xếp cho em vào đại một vị trí ở trong tập đoàn Nam Cung là được mà. Chu Chu vừa nói dứt, chiếc thìa trong tay Nam Cung Thiên Ân và Bạch Thiên Nhiên cùng lúc hưởng lại, rồi cùng đưa mắt lên nhìn cô ta. Thấy biểu cảm của hai người, Chu Chu lập tức hơi co người lại, e dè nhìn hai người. Sao thế? Không phù hợp sao? Em xin lỗi, vì giấy tờ của em bị mẹ em giữ hết rồi, em không xin được việc, cũng không thuê được nhà, cho nên... Bộ dạng đáng thương của cô ta lập tức chạm vào tim Nam Cung Thiên Ân. Anh lập tức nói. Chuyện nhỏ, để anh bảo Triệu Linh Nhan sắp xếp. Hay là thôi vậy, để tụi em ra ngoài tìm vậy. Không có giấy tờ thì ai dám thuê em. Thôi, chọn một công việc trong tập đoàn Nam Cung đi. Nam Cung Thiên Ân nói xong, đặt bát đũa xuống, quay đầu sang nhìn Bạch Thanh Nhiên vẫn đang đơ người ra ở đó. Cục cưng, ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đi thôi. Bạch Thanh Nhiên định thần lại, gật đầu nói. Em ăn xong rồi. Cô ăn nốt miếng cháo cuối cùng trong bát, rồi cùng Nam Cung Thiên Ân rời khỏi bàn ăn đi ra cửa. Cho đến khi lên xe, Nam Cung Thiên Ân mới nghiêng người, dùng cánh tay khoác sau gáy cô, rồi nhìn cô nói. Thiên Nhiên à, cô ấy dù sao đã từng cứu mạng anh, giờ cô ấy khó khăn thì anh phải giúp cô ấy, em có thể hiểu không? Bạch Thiên Nhiên nhìn ánh mắt đầy mong chờ của anh, cười gượng một cái. Nếu em nói em không hiểu được, chẳng phải thể hiện em là con người không biết điều sao? Anh còn cần một người nhỏ nhen tính toán như vậy không? Nam Cung Thiên Ân cười một cách mãn nguyện. Anh biết ngay là em sẽ hiểu mà. Lái xe thôi. Bạch Tinh Yên cầm tay anh xuống khỏi gáy mình. Cô không hề muốn để Chu Chu vào làm việc trong tập đoàn Nam Cung, nhưng cô còn cách nào khác không? Rõ ràng là không làm được gì cô ta mà. Nếu cô phản đối, Chu Chu nhất định sẽ dùng bộ mặt tội nghiệp để nói với Nam Cung Thiên Ân là thôi không cần nữa, sau đó lại ra vẻ đáng thương đi khắp nơi tìm việc để lấy lòng thương hại của Nam Cung Thiên Ân, đồng thời khiến Nam Cung Thiên Ân hận cô, người vợ lạnh lùng vô tình, không hiểu chuyện này. Tóm lại, cho dù cô có lựa chọn như thế nào đều là thiệt thòi đối với cô. Khi ăn cơm trưa, bọn Tiểu Điền vẫn hỏi Bạch Tinh Nhiên muốn đi đâu ăn trưa như mọi khi. Bạch Tinh Nhiên nháy mắt với mọi người một cái. Hôm nay tôi không ăn cùng mọi người được rồi. Biết ngay là sẽ như vậy, đi ăn cùng Thiên Ân thiếu gia quan trọng hơn mà. Mọi người trêu đùa rồi đi ăn. Đúng lúc Giám Đốc Hoàng từ trong văn phòng đi ra, nghe thấy Bạch Tinh Nhiên chuẩn bị lên tầng thượng, thế là mở lời hỏi. Tinh Nhiên, cô định lên chỗ Thiên Ân thiếu gia à? Vâng. Bạch Tinh Nhiên đưa mắt nhìn ông ấy một cái, ánh mắt dừng lên túi tài liệu trong tay ông ấy. Giám Đốc Hoàng muốn tôi mang chỗ tài liệu này lên sao? Đúng vậy, đây là văn kiện cơ mật, bảo người khác đem lên thì tôi không yên tâm. Nhưng cô là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Nam Cung. Giám đốc Hoàng cười vẻ ám muội, đưa túi tài liệu cho cô nói. Phiền cô rồi. Không sao, tôi nhất định sẽ giúp giám đốc Hoàng đem lên tận nơi. Bạch Tinh Nhiên nói với vẻ nghiêm túc. Giám đốc Hoàng nhìn cô mỉm cười. Cảm ơn nhá, lại phải làm phiền cô. Không phiền đâu, tôi cũng tiện thể lên đó mà. Bạch Tinh Nhiên vừa bước vào trong thang máy để nhận được điện thoại của Nam Cung Thiên Ân gọi đến. Đại thiếu gia hình như có vẻ không vui. Em yêu, không phải là em lại chạy xuống tầng 1 rồi đấy chứ?
Đúng thế. Anh tự ăn một mình đi. Không được, em phải lên đây với anh. Việc gì em phải nghe lời anh. Thang máy dừng ở tầng thượng. Bạch Tinh Nhiên bước ra, đi về phía văn phòng làm việc của Nam Cung Thiên Ân. Nếu em đã không muốn lên, vậy anh sẽ đi xuống ăn với em. Nam Cung Thiên Ân vừa nói vừa đi vòng qua bàn để ra ngoài. Vừa đi đến cửa, mở cửa ra liền bị Bạch Tinh Nhiên đứng ở cửa làm cho giật mình. Bạch Tinh Nhiên một tay giơ điện thoại, đang chuẩn bị gõ cửa. Sau khi hai người nhìn nhau 2 giây, Nam Cung Thiên Ân buông điện thoại xuống, hai tay vòng qua eo bế cô lên. Đồ lừa đảo, anh còn tưởng em nhẫn tâm như vậy thật chứ. Bạch Tinh Nhiên bị bế lên như vậy, túi tài liệu trong tay rơi xuống đất, vừa cười vừa chỉ vào túi tài liệu rồi nói: đây là văn kiện cơ mật vô cùng quan trọng đấy, giám đốc Hoàng bảo em nhất định phải đưa tận tay cho anh. Anh biết rồi. Vậy anh còn không mau nhặt nó lên đi. Không sao, lát nữa nhặt cũng không muộn. Nam Cung Thiên Ân đặt cô xuống, chỉ vào chỗ thức ăn trên bàn nói: thấy chưa, anh đã chờ em lâu lắm rồi đấy. Bạch Tinh Nhiên vươn cổ ra nhìn chỗ đồ ăn trên bàn, tươi cười nói: trông ngon quá đi, ngồi xuống ăn thử xem sao. Nam Cung Thiên Ân kéo cô ngồi xuống ghế. Anh ngồi xuống phía đối diện cô, vừa gắp đồ ăn cho cô vừa nói: Trợ lý Nhan đã dặn dò chị Hồ làm những món mà em thích ăn, cho nên sau này hàng ngày em lên đây ăn là được, nếu không lãng phí cũng tiếc. Chị Hồ là đầu bếp riêng của Nam Cung Thiên Ân, bình thường chỉ phụ trách bữa cơm trưa cho một mình anh. Anh mà cũng có lúc cảm thấy lãng phí sao? Bạch Tinh Nhiên tò mò nhìn anh. Anh thay đổi tính nết rồi à? Đều là công của em đấy. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô một cái. Vậy anh có thể bảo chị Hồ đừng làm phần ăn của em được mà. Nam Cung Thiên Ân đưa mắt lên nhìn chăm chăm vào cô. Lẽ nào em muốn Chu tiểu thư đến đây để ăn với anh sao? Không, tuyệt đối không được. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu. Vậy là đúng còn gì. Tuy ăn với đồng nghiệp rất vui, cũng không bị những ánh mắt ngưỡng mộ hoặc ghen tị nhìn vào cô, nhưng vì để giữ Nam Cung Thiên Ân, cô quyết định sau này đều lên ăn trưa với anh. Sau khi ăn xong, Bạch Tinh Nhiên giúp chị Hồ cùng thu dọn bát đũa. Chị Hồ cứ luôn miệng nói không cần đâu. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô cười chế nhạo. Em đừng động vào thì hơn, càng giúp lại càng rối thêm. Bạch Tinh Nhiên cảm thấy cũng phải, đành bỏ tay ra. Nam Cung Thiên Ân đang dựa vào sofa xem tài liệu mà cô vừa giúp giám đốc Hoàng mang lên. Cô đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, híp mắt cười hỏi: văn kiện cơ mật gì thế? Quan trọng như vậy sao? Bản vẽ thiết kế cuối cùng của biệt thự Long Sơn. Em xem được không? Được, tiện thể học hỏi thêm. Nam Cung Thiên Ân đưa tập giấy đặt vào tay cô. Đây là tác phẩm xuất sắc được chọn trong quý trước của công ty. Trình độ của em còn kém sao bọn họ. Đáng ghét, trình độ của người ta kém như vậy sao? Bạch Tinh Nhân bực bội lườm anh một cái, bắt đầu lật những bản vẽ thiết kế trong tay. Không thể không thừa nhận, những tác phẩm này thực sự rất đẹp. Cả một quý mới chọn là được hơn 10 tờ, phòng thiết kế lại nhiều nhân tài như vậy, đúng là thứ đáng để cô học tập. Không thừa nhận à? Em thừa nhận. Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Nam Cung Thiên Ân cười nói: nhưng nói thật thì trình độ của em cũng tiến bộ rất nhiều, chắc sẽ sớm có tác phẩm được công ty dùng thôi. Cảm ơn lời khen ngợi của chồng, cuối cùng em cũng tìm thấy động lực làm tiếp rồi. Cô khen những bản vẽ thiết kế xong, đứng dậy khỏi sofa. Được rồi, em đi xuống làm việc đây. Vội thế làm gì? Thì em phải cố gắng làm việc để học hỏi mà. Bạch Tinh Nhiên đưa những bản vẽ trong tay cho anh. Sau khi tan làm, Bạch Tinh Nhiên và Nam Cung Thiên Ân cùng trở về căn biệt thự nhỏ. Từ xa đã nhìn thấy đôi vợ chồng trung niên đứng trước cổng đang chỉ tay quát tháo bảo vệ ở bên trong căn biệt thự nhỏ. Bọn họ là ai thế nhỉ? Bạch Tinh Nhiên mở cửa sổ xe nhìn rồi tò mò hỏi. Nam Cung Thiên Ân nhíu mày, dừng dưng nói một câu: là chú và dì của Chu Chu. Họ hàng của Chu tiểu thư à? Họ chạy đến đây làm gì thế? Hơn nữa trông có vẻ rất dữ dằn. Nam Cung Thiên Ân không trả lời cô. Anh lái xe dịch về phía trước một chút. Người phụ nữ kia lập tức đi tới, hai tay giang ra chặn đầu xe của Nam Cung Thiên Ân, ép anh xuống xe. Sau đó vòng từ đầu xe đi tới chỗ ghế lái, chỉ vào Nam Cung Thiên Ân đang ngồi trong xe rồi mắng té tát: Nam Cung Thiên Ân,
Cậu tưởng cậu có tiền thì giỏi lắm sao? Mau giao Châu Châu ra đây cho tôi. Nam Công Thiên An đẩy cửa xuống xe, bước lên đứng trước mặt bà ta, nói với bà ta bằng giọng nghiêm túc. Chu Chu giờ đang bị thương, đang ở bên trong dưỡng thương, xin hai người đừng ép cô ấy được không? Nó bị thương? Mẹ nó còn bị nó làm cho tức đến mức nhập viện rồi kia kìa. Bà dì có mái tóc xoăn tít, ăn mặc cũng không đến nỗi nào, nhưng mở miệng nói thì vô cùng khó nghe. Ngón tay cứ thế chĩa thẳng vào mặt Nam Công Thiên An. Tôi nói cho cậu biết nhá, Châu Châu nhà chúng tôi là đứa đã có hôn ước. Cậu đừng có mà có ý đồ gì với nó. 6 năm trước cậu giấu bệnh của mình để dụ dỗ nó đi Châu Thành. Chúng tôi khó khăn lắm mới bắt nó đi ra nước ngoài. Không ngờ vừa mới về nước xong, cậu lại bám lấy nó, cậu đưa nó về tận nhà. Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Rốt cuộc đến khi nào cậu mới chịu buông tha cho Châu Châu nhà tôi hả? Cậu... Cô ơi. Bạch Tinh Nhiên thấy ngón tay bà ta liên tục chỉ vào người Nam Công Thiên Ân, cuối cùng không nhịn được mà đẩy cửa xe đi xuống, đứng trước mặt Nam Công Thiên Ân, nói với bà dì kia một cách không hề khách khí. Mong cô nhìn cho rõ, Chu tiểu thư chỉ là tạm thời ở đây dưỡng thương vài ngày, và là tự cô ta đến tìm Thiên Ân thiếu gia. Chờ khi nào vết thương của cô ta lành thì sẽ quay về. Bà dì lùi ra sau một bước, nhìn cô hỏi. Cô là ai? Tôi là vợ của Thiên Ân thiếu gia. Bạch Tinh Nhiên nói. Bà dì vừa nghe thấy cô là vợ của Nam Công Thiên Ân, lập tức kêu càng to hơn, quay đầu nói với chồng bà ta. Ông xem đi, tôi đã nói đàn ông của nhà Nam Công không tin được mà. Có vợ rồi mà còn muốn tiếp tục dụ dỗ Châu Châu của nhà chúng ta. May mà năm đó không để cho Châu Châu đi theo cậu ta. Người đàn ông đó không dám quát to, chỉ nói một câu. Vợ có gì thì nói đàng hoàng, đừng kích động. Ai thèm nói đàng hoàng với cậu ta? Nói đàng hoàng thì cậu ta có buông tha cho Châu Châu nhà chúng ta không? Châu Châu nhà chúng ta kiếp trước nợ nhà Nam Công hay sao mà cứ bị cậu ta bám mãi không dứt thế? Tôi đã nói rồi, Chu tiểu thư dưỡng thương xong sẽ trở về. Cô ta giờ đã không còn bất kỳ quan hệ gì với Thiên Ân thiếu gia nữa. Mong mọi người ăn nói chú ý một chút. Bạch Tinh Nhiên nói xong nhìn sang hai bảo vệ nói. Kéo bọn họ ra đi, đại thiếu gia cần vào trong. Hai bảo vệ nghe lệnh lập tức đi tới. Chờ đã. Nam Công Thiên Ân cuối cùng cũng lên tiếng. Anh đưa tay kéo Bạch Tinh Nhiên lại bên cạnh mình, nhìn đôi vợ chồng kia rồi nói. Chuyện đám cưới của Chu Chu và ông giám đốc Lý kia, tôi sẽ tìm giám đốc Lý để nói chuyện. Các người đã nhận bao nhiêu lễ lạt của ông ta, tôi sẽ trả lại giúp các người. Từ nay về sau, Chu Chu sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào với giám đốc Lý nữa. Mong các người đừng có ép cô ấy. Cậu nói gì cơ? Cậu định hủy bỏ hôn sự của Châu Châu? Cậu dựa vào cái gì chứ? Hôn sự tốt như vậy biết tìm đâu ra? Bản thân Chu Chu không muốn gả cho ông ta, đấy là việc của nhà chúng tôi, liên quan gì đến cậu? Cậu có biết phụ nữ quan trọng nhất là gả cho một người đàn ông vừa có tiền vừa yêu nó không? Bà dì nhìn anh lại tiếp tục nói to. Không phải là cậu định giữ nó lại để làm nhân tình của cậu đấy chứ? Cậu đã có vợ rồi, cậu đừng có mơ. Hai vị cứ yên tâm, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm như vậy. Nam Công Thiên Ân nói xong đánh mắt ra hiệu cho hai bảo vệ. Bảo vệ lập tức đi tới giữ lấy hai vợ chồng kia. Tuy nhiên chúng ta đi thôi. Nam Công Thiên Ân kéo cô lên xe. Chiếc xe đi vào trong căn biệt thự trong tiếng quát chửi của bà dì kia. Chiếc xe đỗ trước căn nhà chính. Bạch Tinh Nhiên nhìn Nam Công Thiên Ân. Còn Nam Công Thiên Ân tuy đã tắt máy nhưng vẫn ngồi trên xe. Một lúc sau mới hít nhẹ một hơi rồi quay đầu sang nói với Bạch Tinh Nhiên. Vừa nãy cảm ơn em. Anh không ngờ Bạch Tinh Nhiên lại có lá gan ra mặt nói giúp anh. Bạch Tinh Nhiên cảm thấy bình thường, chỉ cười nhẹ một cái. Em có giúp anh gì đâu. Tấm lòng của em như vậy là anh thấy rất vui rồi. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, nhìn chăm chăm anh hỏi. Chuyện của Chu tiểu thư anh định làm thế nào? Xem sao đã rồi tính. Nam Công Thiên Ân mở dây an toàn, tiện thể mở luôn giúp cô. Đi, vào trong thôi. Bạch Tinh Nhiên gật đầu, đẩy cửa ra rồi cùng anh đi vào nhà. Hai người vừa bước vào phòng, Tiểu Nguyên lập tức từ trong phòng chạy ra hớt hải nói. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân cuối cùng hai người cũng về. Chu tiểu thư đâu? Nam Công Thiên Ân hỏi. Sao thế? Bạch Tinh Nhiên hỏi. Hai người gần như đồng thời lên tiếng. Tiểu Nguyên nhìn ra phía cửa nói. Hai người ở bên ngoài kia hung dữ lắm,
Chu tiểu thư đang rất sợ hãi. Nói xong, cô ấy dũng cảm hất về phía dưới cầu thang. Nam Cung Thiên Ân nhìn theo ánh mắt của cô ta, anh nhắm mắt lại, sau đó cất bước đi tới. Anh cúi người nhìn Chu Chu đang co rúm người lại dưới cầu thang, nước mắt giàn giụa, một lúc sau mới lên tiếng với vẻ đầy thương xót. Chu Chu. Nghe thấy tiếng của anh, Chu Chu ngừng khuôn mặt đẫm lệ lên, sau đó vừa lắc đầu, vừa co người lại vào bên trong. Không, xin anh đừng đuổi em đi. Em không muốn gả cho lão già ấy. Em có chết cũng không lấy ông ta. Giọng nói của cô ta khàn đặc, đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt gần như toàn là nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Nam Cung Thiên Ân đưa tay về phía cô ta, đau lòng nói: Yên tâm, anh sẽ không để em phải lấy ông ta đâu. Thật không? Chu Chu lau nước mắt trên mặt. Anh có bao giờ lừa em không? Nam Cung Thiên Ân mỉm cười an ủi cô. Chu Chu mới lưỡng lự đưa tay ra, đặt bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay Nam Cung Thiên Ân. Sau khi đi ra khỏi góc cầu thang, Chu Chu lập tức ập vào lòng Nam Cung Thiên Ân, ôm chặt anh, nghẹn ngào nói: Em tưởng lần này chắc chắn sẽ bị bọn họ bắt về nhà, may mà anh về kịp. Thiên Ân, cảm ơn anh. Chu tiểu thư không cần giải thích với tôi. Nếu Thiên Ân thiếu gia đã quyết định coi cô như em gái, thì sẽ có trách nhiệm thay cô giải quyết mọi khó khăn. Nhưng Thiên Ân dù sao cũng là người đã có vợ. Lần sau có ôm thì đừng ôm mạnh quá, vợ anh ấy sẽ ghen đấy. Đúng không chồng? Cô mỉm cười nháy mắt với Nam Cung Thiên Ân một cái. Nam Cung Thiên Ân cười nhẹ nhìn lại cô. Vợ anh ghen kinh lắm. Đi thôi, vợ anh đói bụng rồi. Ra lệnh cho anh lập tức cùng em lên thay đồ rồi xuống dưới ăn cơm. Bạch Tinh Nhiên khoác cánh tay Nam Cung Thiên Ân rồi nói với Chu Chu. Chu tiểu thư, cô cũng mau về phòng chuẩn bị chút rồi xuống ăn cơm đi. Chu Chu tiếp tục lau nước mắt trên mặt. Bạch Tinh Nhiên khoác tay Nam Cung Thiên Ân cùng đi lên tầng. Chu Chu cũng được Tiểu Nguyên đưa về phòng. Về đến phòng, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng buông tay ra khỏi tay Nam Cung Thiên Ân. Cô treo túi sách và áo khoác lên trên giá, thay quần áo xong đi ra. Nam Cung Thiên Ân đã không còn ở trong phòng nữa. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo khoác anh vắt trên sofa. Nghĩ đến cảnh Chu Chu vừa lau nước mắt vào áo anh, cô cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Thế là đi tới, ném luôn chiếc áo khoác của anh vào trong sọt để quần áo bẩn. Khi Bạch Tinh Nhiên xuống dưới tầng, Chu Chu đã rửa mặt sạch sẽ, chỉ là đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, dễ khiến người khác thấy thương hại. Cô ta ngồi trước mặt Nam Cung Thiên Ân, nhìn có vẻ tâm trạng rất xa xút. Tinh Nhiên, cô xuống rồi à? Cô ta lịch sự gọi một tiếng. Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ta mỉm cười, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân trước giờ không thích nói quá nhiều trong bữa ăn, nhất là những khi có mặt vợ và bạn gái cũ như bây giờ. Anh càng không biết mình nên nói gì. Trong bàn ăn chỉ có tiếng lạch cạch của thìa chạm vào bát. Bạch Tinh Nhiên mới ăn được một nửa, Chu Chu đã đặt bát đũa xuống nói với hai người: Em ăn no rồi, hai người cứ ăn từ từ nhé. Nam Cung Thiên Ân ngẩng đầu lên nhìn cô ta: Sao ăn ít thế? Khẩu vị của em không được tốt lắm, cô ta nói. Sao thế? Cô không sao chứ? Bạch Tinh Nhiên cũng ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Không sao, chỉ là nghĩ đến chuyện hôm nay cảm thấy hơi buồn, nghỉ ngơi một lúc là được. Vậy nên tầng nghỉ ngơi đi, Nam Cung Thiên Ân quan tâm nói. Chu Chu đang định đứng lên, đột nhiên như nhớ ra điều gì, quay người nhìn thẳng Nam Cung Thiên Ân rồi nói: Phải rồi Thiên Ân, em không muốn cứ độc chiếm phòng ngủ của anh mãi, em muốn về phòng của em. Phòng của cô ta? Tay phải cầm thìa của Bạch Tinh Nhiên bất giác nắm chặt lại. Thực ra lúc trước khi lần đầu tiên cô nhìn thấy căn phòng ngủ lớn thông với phòng để đồ là đã đoán được cô ta từng ở đó. Nếu không sao lại có nhiều quần áo và giày dép đẹp như vậy. Cô không hỏi Nam Cung Thiên Ân về chỗ quần áo này là của ai. Một nửa nguyên nhân là đang trốn tránh, trốn tránh Nam Cung Thiên Ân nói cho cô sự thật. Chỉ là người phụ nữ này giờ lại nói ra là có ý gì? Nói cho cô biết căn phòng ngủ đẹp nhất của căn biệt thự từng là của cô ta, căn phòng để đồ lớn nhất cũng là của cô ta sao? Không cần đâu, dù sao giờ anh cũng không dùng đến. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô ta cười một cái. Vậy cũng không được tốt cho lắm, em vẫn muốn về phòng mình ngủ hơn, Chu Chu cười nói. Nam Cung Thiên Ân không làm khó cô ta, gật đầu nói: Em thích là được. Cảm ơn anh, cô ta nói xong
nụ cười trên khuôn mặt nhạt đi, nhìn Nam Công Thiên Ân tiếp tục nói. Còn nữa, em sợ phải ở nhà thế này. Em có thể đến công ty nhận việc không? Bạch Tinh Nhiên buông bát đũa xuống, mỉm cười liếc cô ta nói. Chu tiểu thư, cô không sợ rời khỏi đây sẽ bị người nhà đến bắt cô về sao? Đương nhiên là tôi sợ. Chu Chu nói đến điều này mà đã biến sắc. Nhưng tôi sợ bọn họ sẽ cho người tìm đến, cho nên... Cô ta mấp máy miệng, lại là vẻ tội nghiệp đó. Nam Công Thiên Ân không chịu được bộ dạng tủi thân của cô ta, gần như là không cưỡng lại được kiểu biểu cảm này của cô ta, lưỡng lự một lúc liền nói. Chỉ cần em cảm thấy em đủ sức khỏe thì lúc nào cũng có thể đi nhận việc. Vết thương trên người em đã hoàn toàn hết đau rồi. Vậy thì được. Ăn cơm xong lên trên tầng, Bạch Tinh Nhiên hỏi Nam Công Thiên Ân. Ai cho cô ta công việc gì thế? Nam Công Thiên Ân nhìn cô một cái. Tự cô ấy chọn làm thư ký. Thư ký cho anh? Em nghĩ là anh dám sao? Vợ yêu. Nam Công Thiên Ân mỉm cười dùng tay véo má cô. Bạch Tinh Nhiên lại không có tâm trí trêu đùa với anh, chỉ buồn bã hỏi. Thế cô ta sẽ làm thư ký của ai? Trợ lý nhà sắp xếp cô ấy vào làm cho phó tổng giám đốc Dư. Thế chẳng phải là làm cùng tầng với anh sao? Ừ. Nam Công Thiên Ân mỉm cười ôm lấy cô. Nếu như em không yên tâm thì anh sẽ đưa em lên làm thư ký của anh. Em không cần. Bạch Tinh Nhiên đẩy cánh tay anh ta xuống nói. Mục tiêu cuộc đời em không phải là cướp đàn ông. Em không muốn vì chuyện này mà phải từ bỏ công việc mà mình yêu thích. Chồng em còn không sánh được với công việc sao? Đương nhiên. Tốt nhất là anh bị người ta cướp đi. Như vậy thì em có thể tự do rồi. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Nam Công Thiên Ân lườm cô. Mấy hôm nay cũng không biết là ai suốt ngày ghen kia kìa. Em đâu có. Bạch Tinh Nhiên nói xong liền đẩy cửa vào phòng. Nam Công Thiên Ân đột nhiên kéo cô vào lòng, hôn lên tóc cô nói. Tóm lại mấy hôm nay đã khiến em phải chịu ấm ức. Cũng cảm ơn em đã hiểu cho anh. Biết em ấm ức là được. Biết chứ, anh đều biết. Nghe thấy lời của anh, Bạch Tinh Nhiên cảm động nhắm mắt lại. Chỉ cần anh có thể giữ được lời hứa của anh là được. Cô đồng ý coi tất cả chỉ là màn độc diễn của Chu tiểu thư. Cô giơ tay lên vỗ vai anh nói. Anh mau đến phòng làm việc đi. Làm xong sớm còn ngủ sớm. Được, em tự mình chơi nhé. Nam Công Thiên Ân buông cô ra rồi đến phòng làm việc. Bạch Tinh Nhiên ngồi một mình trong phòng ngủ, xem những sách liên quan đến thiết kế nhà. Chưa xem được bao lâu thì phòng đối diện vọng đến những tiếng leng keng. Cô đặt sách xuống rồi đi ra cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng của Tiểu Nguyên và Chu Chu nói chuyện với nhau. Tiểu Nguyên nói với vẻ đầy ngạc nhiên. Chu tiểu thư, tôi đến đây lâu như vậy rồi mà chưa bao giờ phát hiện ra tầng 3 lại có một căn phòng lớn sang trọng đến như vậy. Rộng hơn phòng của đại thiếu gia và thiếu phu nhân rất nhiều. Cô đừng nói linh tinh. Thiếu phu nhân là cục cưng của đại thiếu gia đó. Thiếu phu nhân chỉ là không muốn ở căn phòng này thôi. Chu Chu cố gắng nói nhỏ. Tiểu Nguyên ồ một tiếng, sau đó cười hì hì nói. Nó cũng đúng. Lần trước đại thiếu gia còn bảo thiếu phu nhân vứt bỏ hết những đồ đạc ở đây đi, rồi bảo thiếu phu nhân vào đây ở. Thiếu phu nhân nhìn một lúc, sau đó không biết có phải là lười chuyển đi hay không, nên không dọn nữa. Vậy sao? Giọng nói của Chu Chu có phần sốt ruột. Đúng thế. Tiểu Nguyên lại nói tiếp. Chu tiểu thư có cần dọn những đồ đạc ở đây không? Tôi sẽ giúp cô. Không cần đâu. Chu tiểu thư, tôi thấy đại thiếu gia coi cô như em gái ruột vậy. Anh ấy sẽ mua cho cô những đồ mới, không cần phải dùng lại đồ của người khác đâu. Đồ đạc ở đây chưa từng có ai dùng. Là phòng mà tôi từng ở trước đây. Hả? Cô xem chiếc vòng này đi. Là ngày trước đại thiếu gia mua cho tôi đấy. Nhưng giờ lớn tuổi rồi đã không phù hợp nữa. Tặng cô đấy. Cô nói gì cơ? Cô tặng tôi chiếc vòng này á? Đây là bạch kim đấy. Kiểu này trông trẻ con quá. Cô đeo sẽ hợp hơn. Cảm ơn chú tiểu thư. Có thể nghe được ra giọng nói của Tiểu Nguyên tràn đầy sự cảm kích. Bạch Tinh Nhiên quay người đi vào giữa phòng ngủ, nhìn quanh phòng mình một vòng. Căn phòng này đã rất đẹp rồi. Cô thực sự rất tò mò phòng của Chu tiểu thư sẽ như thế nào.
có thật là to đẹp đến mức Tiểu Nguyên phải kinh ngạc mà thốt lên như vậy không? Đương nhiên là cô chỉ nghĩ như thế thôi, chứ không hề có ý định tìm hiểu rõ. Tiếng động vọng tới từ phòng ngủ đối diện mãi không dứt. Bạch Tinh Nhiên đọc sách một lúc rồi nhìn lên đồng hồ. Đến giờ sắc thuốc rồi, cô không thể cứ ở trong phòng mãi được. Sau khi cô đứng dậy đi ra đến cửa, kéo cửa phòng rồi đi ra, cánh cửa phòng đối diện mở toang. Và cũng đúng lúc Chu Tiểu Thư đi từ trong ra, thấy Bạch Tinh Nhiên vẫn lịch sự chào hỏi. Tinh Nhiên, phòng cô dọn dẹp xong chưa? Có cần giúp gì không? Bạch Tinh Nhiên đưa mắt nhìn phòng của cô ta một cái rồi hỏi. Chu Tiểu Thư gật đầu. Dọn xong rồi, nhưng bức tranh này không biết treo đâu cho đẹp. Tinh Nhiên, cô vào nhìn giúp tôi. Quả nhiên là một căn phòng ngủ chính rất rộng, rất xa hoa, rộng hơn phòng ngủ của cô và Nam Cung Thiên Ân rất nhiều. Bên trong bày đầy đủ đồ đạc của phụ nữ, đầu giường còn treo một bức ảnh nghệ thuật cỡ lớn. Trong ảnh, cô ta ở trong ảnh gương mặt hơi cúi xuống, thanh khiết và tĩnh lặng. Bức ảnh này là Thiên Ân chụp cho tôi, nhìn đẹp lắm phải không? Chu Chu tươi cười nói. Đúng là rất đẹp, tôi còn tưởng là ảnh nghệ thuật nữa. Bạch Tinh Nhiên cười nhẹ, không phải là cô không muốn phản kích, chỉ là không thèm cho cô ta xem bức ảnh hôn nhau nóng bỏng của cô chụp với Nam Cung Thiên Ân ở trong vườn hoa oải hương thôi. Cô cho rằng kiểu khoe khoang này rất quê và chẳng có ý nghĩa gì. Chính là bức tranh này, cô cảm thấy treo ở đâu thì đẹp? Chu Chu đi tới cạnh giường, cầm bức tranh sơn dầu lên. Là ảnh tranh chân dung của cô ta. Bạch Tinh Nhiên nhìn xung quanh. Trước đây treo ở đâu thì giờ treo ở đấy thôi. Chuyện này tôi cũng không hiểu lắm. Khi ánh mắt của Bạch Tinh Nhiên lướt đến bàn trang điểm, bất giác dừng lại đống ảnh để trên đó. Từ xa có thể nhìn thấy bức ảnh kia là ảnh chụp chung của cô ta và Nam Cung Thiên Ân. Chu Chu thấy cô đang nhìn đống ảnh, mỉm cười đặt bức tranh sơn dầu xuống, đi tới vừa cất đống ảnh vừa nói. Đây đều là những thứ trước đây, tôi đang định vứt nó đi. Tuy nhiên cô đừng hiểu lầm nhé, là tôi vẫn còn suy nghĩ gì về Thiên Thiếu Gia. Không đâu. Bạch Tinh Nhiên đi tới, cầm sấp ảnh trên bàn lên, vừa nhìn vừa nói. Tôi đã nghe Thiên Ân nói hết về chuyện của cô rồi. Anh ấy có thể kể hết cho tôi như vậy, chứng tỏ anh ấy đã buông quá khứ xuống. Thực ra tôi không phải là người nhỏ nhen như vậy. Ai cũng đều có quá khứ. Tôi cũng từng có một mối tình đầu, nhưng tôi cũng đã hoàn toàn buông bỏ. Một đời người không thể nào chỉ có một cuộc tình, nhưng chỉ có một lần là nắm tay nhau cả đời. Bức ảnh vừa thân mật vừa vui vẻ, Bạch Tinh Nhiên thừa nhận cô nhìn xong trong lòng không hề thoải mái. Cho nên những lời kia là cô đang nhắc nhở Chu Chu đừng có làm những cố gắng vô nghĩa nữa. Cũng là nhắc nhở bản thân đừng để tâm đến trước đây Nam Cung Thiên Ân làm những gì. Dù sao bản thân cô cũng có quá khứ. Chu Tiểu Thư, Thiên Ân trước đây đúng là rất yêu cô, nhưng người vợ bây giờ của anh ấy là tôi. Đây chính là duyên phận. Hy vọng cô có thể nhìn rõ điều này và tìm một người đàn ông thực sự thuộc về cô để gả. Sắc mặt Chu Chu có chút khó coi, cô ta cười gượng. Tinh Nhiên, đúng là cô đã hiểu nhầm rồi. Có hiểu nhầm hay không, trong lòng cô tự biết rõ. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở cô một câu, sau này đừng dùng những thủ đoạn nhỏ này để cố tình làm phiền tôi. Bạch Tinh Nhiên khua những tấm ảnh đó rồi đặt lại lên bàn, mỉm cười nói. Thiên Ân Thiếu Gia đã từng nói, những kiểu ảnh này chỉ là cảm giác tươi mới của thanh niên trẻ. Còn độ tuổi bây giờ của anh ấy phù hợp với kiểu này hơn. Bạch Tinh Nhiên cầm điện thoại ra, tìm kiểu ảnh hai người ôm hôn nhau trong biển hoa oải hương. Cô vốn dĩ không thích lôi tấm ảnh này ra, là vị Chu Tiểu Thư này ép cô thôi. Khi Chu Tiểu Thư nhìn thấy bức ảnh, mặt cô ta ngay lập tức biến sắc. Nhưng cô ta cũng nhanh chóng trở về bình thường ngay, vừa nhìn bức ảnh vừa cười nói. Hai người dễ thương thật, ảnh chụp cũng đẹp nữa. Cô ta là như vậy, cho dù có nói gì hay làm gì, cô ta đều có thể mỉm cười với cô bằng một vẻ vô hại. Tuy nhiên, thực ra cô thực sự không cần như vậy đâu. Chu Chu kéo tay cô lay lay. Tôi chỉ là hơi bùi ngùi về những khoảnh khắc trước đây thôi, chứ không cố ý làm cô bực mình, cũng không cố ý tranh Thiên Ân Thiếu Gia với cô. Xin lỗi, trong chuyện này tôi hơi nhạy cảm. Bạch Tinh Nhiên giật tay cô ra khỏi bàn tay cô ta. Thì ra là tôi đã hiểu nhầm cô. Thiên Ân Thiếu Gia anh ấy có suy nghĩ riêng của mình,
anh ấy sẽ không vì tôi muốn quay lại mà quay lại với tôi đâu. Cô yên tâm đi. Cảm ơn cô đã an ủi. Giờ thì tôi yên tâm rồi. Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ta mỉm cười một cái. Vậy tôi đi ra đây. Phòng rộng như vậy, cô thu dọn dần dần đi. Được, cô đi nghỉ sớm đi. Bạch Tinh Nhiên quay người đi ra khỏi phòng ngủ của cô ta. Vừa bước chân ra khỏi thì lên tiếng. Chồng, sao hôm nay anh ra sớm thế? Công việc xong rồi à? Hôm nay ít việc. Em ở đây làm gì vậy? Nam Cung Thiên Ân hỏi. Em đến thăm Chu tiểu thư thôi. Cô ấy vẫn ổn chứ? Khá là ổn. Anh vào đi. Em đi sàn nước nóng cho anh tắm. Giọng nói dần dần bị cánh cửa khép lại làm đứt đoạn. Cũng không nghe thấy giọng nói của hai người họ nữa. Trong tay Chu Chu cầm chỗ ảnh kia, sắc mặt vừa đỏ vừa tái. Sau đó cô ta quăng một cái, toàn bộ chỗ ảnh trong tay nằm gọn luôn trong thùng rác. Ngày hôm sau, Chu Chu quả nhiên đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm để đi làm. Ba người cùng ra khỏi nhà, cô ta chỉ có thể ngồi xe của Nam Công Thiên Ân. Bạch Tinh Nhiên mở cửa sau xe để Chu Chu lên xe. Chu Chu lưỡng lự một lúc không lên. Thế là Bạch Tinh Nhiên cười nói, Chu tiểu thư không phải là bị say xe nên không ngồi được ghế sau đấy chứ? Không, tôi chỉ là cảm thấy làm kỳ đà cản mũi của hai người thì không ai cho lắm. Hay là để tôi đi xe buýt vậy? Cô ta áy náy nói, ở đây không có xe buýt đến công ty. Lên xe đi. Nam Cung Thiên Ân nói. Đúng vậy, lên xe đi. Bạch Tinh Nhiên cười khẩy trong lòng. Cô ta đã làm kỳ đà cản mũi từ nhà tới tận công ty rồi, lẽ nào còn tính toán quãng đường đi làm nữa sao? Sau khi đóng cửa xe lại, Bạch Tinh Nhiên đi lên phía trước, ngồi vào ghế phụ. Buổi trưa ăn cơm, Nam Cung Thiên Ân vẫn gọi cô đến ăn, vẫn toàn là những món cô thích. Khi chị Hồ đến thu dọn bát đũa, nói với Nam Cung Thiên Ân, Thiên Ân thiếu gia, Chu tiểu thư nói sau này cô ấy muốn ăn cơm ở căng tin. Vì sao? Cô ấy nói không muốn làm ngoại lệ ở công ty. Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lúc rồi nói, vậy thì tùy cô ấy đi. Chị Hồ thu dọn bát đũa rồi đi khỏi. Bạch Tinh Nhiên lườm Nam Cung Thiên Ân cười chế nhạo. Anh đối xử với Chu tiểu thư của anh đúng là không phải quan tâm bình thường nhỉ. Đây chắc là người thứ ba có thể ăn cơm trưa của chị Hồ rồi chứ gì. Nhìn kìa, em lại ghen rồi. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô một cái. Câu nói của Nam Cung Thiên Ân vừa dứt, bên ngoài vọng lên tiếng gõ cửa, sau đó là bóng dáng Chu Chu bước vào.